Vâng, xin chào toàn thể anh em audio. Hôm nay, ngày 14 tháng 4 năm 2024, Phạm Thức Audio xin phép được lên sóng và sẽ giới thiệu đến anh em một lô loa Pioneer với mã số là Pioneer V11. Đây là V11 anh em nhé, mé bên này là V11, còn mé bên này là V21. Hôm trước thì em có quay giới thiệu đến anh em và anh em cũng đã ủng hộ em rất nhiều về dòng V31 và 31 Mark 2. Thì cho em đợt tới này, đây ở đây cũng có khá nhiều, rơi vào đâu đó 20-30 cặp gì đó Pioneer V21. À V11, còn V21 thì nó rơi cũng khoảng chừng tầm 20 cặp gì đó. Đây bên này này, bên này là 21 nhá. Đấy. Đây, 21 đây. Em còn một cặp V31 nữa, em sẽ quay video để so sánh giữa ruột gan V31 với V11. Và sẽ là một video tổng thể cả V21 cho anh em xem nữa, xem mà nó khác nhau ở điểm gì. Thì tiện thể đây thì cho em xin phép nói luôn, giữa các dòng 11, 21 và 31 nó khác nhau ở điểm gì ạ? Nó khác nhau về hình dáng bề ngoài của loa thôi. Còn về cái chất âm và cấu tạo loa thì em khẳng định với quý vị bạn không có sự khác biệt ở đây, kể và cả phần công suất nhá, kể cả phần công suất không có sự khác biệt ở đây. Và bây giờ thì em sẽ quay cụ thể vào một cặp V11 trước, mời anh em chúng ta cùng tham khảo thử xem là nó như thế nào nhé. Đây, cặp này em đã vệ sinh lau chùi cẩn thận rồi. Ở đây có hai cặp. Đây. Đây, hai cặp. Bên kia một cặp, bên này một cặp. Và anh em nhìn này, sau khi vệ sinh xong thì cặp loa V11 nó có độ đẹp như này. Dòng V11 thì nó cũng không phải là có một đời, mà nó có tổng thể là, nếu em nhớ không nhầm là 3 đời. Một đời là tem đỏ như này, đỏ và đen. Và một đời tem đen hết, và một đời tem nó cắt ra làm đôi, có nghĩa là cái phần này nó chia ra làm đôi. Đấy, nếu nhớ không nhầm thì nó có cái đời cắt chia làm đôi nữa. Thì cái đời cắt chia làm đôi thì em sẽ quay sau. Thực sự ra nó chỉ là phân biệt các năm sản xuất khác nhau thôi, còn về cấu tạo loa thì nó không có sự khác nhau gì cả. Và với cặp loa cụ thể ngày hôm nay thì có số CD là 50755. 50755. Công suất là 150W. Trở kháng của nó là 6,3 ohm. Made in Japan. Đó. E căng của nó là e căng khung bằng nhựa. Căng bọc vải. Căng zin luôn này, tem là tem nhôm. Này, căng đẹp. Và cái loa bát của nó đây, anh em cùng xem này. Kể cả loa tép nó cũng đều là tép xoay. Đấy, cũng có thể xoay được. Và với những video của V31 và 31 Mark 2 hôm vừa rồi thì em đã quay lên, thì khá nhiều anh em đã nhận ra cái cấu tạo của loa nó là bao nhiêu. Thì đây, ở đây cái quả loa bát của V11 cũng là bát 22. Và nó cũng vừa khít, chúng ta có thể lắp sang đây, chúng ta cùng nhìn này. Nó giống nhau chưa ạ? Và nếu bác nào để ý thì cái mã số CD của nó này. Đấy. 761A. Nó có khác nhau không ạ? Và côn nó đây. Dòng Pioneer thì côn này nó không to, giống như kiểu loa bót thế, côn nó không hề to. Nhưng mà cái chất tiếng của nó ra được thì phải nói là đẳng cấp. Này. Và các bác nhìn phân tần này, thì phân tần ở bên trong đây có phải nó giống hệt với phân tần của thằng V31 không? Nó có khác, có cái điểm gì khác nhau không anh em? Không có đúng không ạ? Nó chỉ khác nhau về cái hình thức thôi. Nếu bác nào thích về hình thức của bọn này thì tùy anh em. Còn V31 thì em còn một cặp, em sẽ để lại để em quay riêng.
Nó chỉ khác với cái thằng 31 Mark 2, 31 Mark 2 ấy. 31 Mark 2 là nó không có, nó bỏ bỏ cái bọc từ Aniko này đi. Nếu bây giờ mà em mà đây, cái này còn chặt nhá, đang chặt rất chặt này. Bây giờ mình có thể bẻ cái này ra để cho nó bung cái phần này ra. Em sẽ, bác có cần em đập thử ra cho không? Cái này nó dán bằng keo mà, không gì phức tạp cả. Gõ mạnh phát là cái này ra. Đây, em đã vừa lấy búa hơi gõ gõ mạnh phát là nó ra đây. Anh em nhìn này. Đấy, đây là cái bọc từ Ganico. Cái này nó nhằm mục đích là khi nó bọc lên để nó bảo vệ, để đỡ mất từ thôi. Đấy, còn chả có ý nghĩa gì với cái này cả. Đấy, nó như một cái cốc uống nước và có đáy, có lỗ luôn, rót vào bao nhiêu không bao giờ còn lại bằng đấy. Và bên trong đây là hệ thống nhựa dùng để làm tép xoay. Đấy, loa thì em bán cho anh em thì em sẽ dán 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 đây, nó có cái chốt này để chúng ta để đúng hướng này. Đấy. Cái này dán lại thì rất đơn giản thôi, chúng ta dùng keo con chó chúng ta gắn, bởi vì về nguyên tắc thì cái này nó có từ rồi, nhưng khi mình lắp vào như này nó cũng đã tự hít rồi, tự hít vào với nhau đấy, tự hít vào nhau rất chặt đấy, như này nó đã tự đúng vào vị trí cho này, hít vào nhau rất chặt, chúng ta chỉ cần bôi thêm keo vào đây nữa là ok, không bung ra được đấy. Và với cặp loa PNV 11 này thì bên em vẫn có một mức giá duy nhất, đó là 11 à làm 2 triệu 9 một cặp không bao cước. Loa em bao cho anh em là đẹp và trùng CD. Nếu như trong gia đình chúng ta mà sử dụng hai cặp này hát karaoke và nghe nhạc, chất âm rất ổn luôn. Đừng nghĩ là côn nhỏ thì tiếng nó không khỏe nhá. Chúng ta cứ chơi hai cặp cho em. Chứ còn nếu như nói bát 20 mà chơi một cặp thì nó hơi đuối, nó hơi ít mồm. Đấy, mà đây lại là loa dòng loa hai miệng nữa. Và với cái mức giá là 2 triệu rưỡi một cặp, à 2 triệu 9 một cặp, thì anh em biết rồi, hai cặp mới là 6 triệu kể cả tiền cước về, coi như tầm khoảng đấy đi, tiền cước về đến tay anh em. Vậy với cái mức giá đấy thì anh em nghĩ sao ạ? Quá đáng để chơi đúng không ạ? Mà loa thì nó là xịn, made in Japan luôn. Thì độ đẹp của nó đấy, thì nó xung quanh góc cạnh thùng thì em đã quay cho anh em xem rồi, căng quay cho anh em xem rồi. Và tuyến loa nội thất của loa anh em cũng đã đảm bảo với anh em là loa zin, về tuyến loa em bao zin cho anh em tuyệt đối. Đấy, căng loa cũng thế, vải nguyên zin, chưa sửa chữa gì luôn, chưa thay thế gì luôn, vải xịn đẹp chưa thủng vân vân nào. Và với mức giá là 2,9 triệu không bao gồm tiền cước phí, thì anh em chung kết thì liên hệ với Phạm Thức Audio qua số điện thoại là 0972192087. Địa chỉ của em là 752 đường Điện Biên, Lộc Hòa, thành phố Nam Định. Cảm ơn anh em, quý vị các bạn đã lắng nghe và xem kênh của Phạm Thức Audio.